Xin chào các bạn, quay lại channel HSMTV. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nghe về tướng đó, nói về trade sport, một trong những vị tướng AP đi mít khá là mạnh, nhưng mà là phần anh em cầm đi sport ấy. Xong phần lớn các bạn nhà văn đang có vẻ hơi phèo. Như sẽ lại phần lớn phần dưới tiền phần bắt đầu về nhìn bây giờ được tiền là tiền nó tăng lượng hỏa mana ngày sau hơn. Tiếp tục là có máu nó rồi còn theo vị trí nó rất nhanh nào chỉ cần ý kêu là thôi. Mình đã có món đồ hết đầu tiên là vào món đồ lần là tăng lực phòng cho AD cũng như là cái đứa đây là ớt mà thôi à. Được rồi, tiếng ấy xác định rồi. Ok, rất là nhanh. Nữa cái máu nhẹ nhàng rồi
Cái gì? Ở đó là quá hậu không? Mất là gì sao vậy? Rồi hôm nay thì chị bán áp vào thử áp thêm bạn quá là xin cho nhồi vô này gần và chị ít này bạn mạnh là về tay của rồi bắn được rồi tại bằng giá thế thì xong rồi tìm khá là xanh sao có trúng rồi thôi tầm này sẽ giết quá là giàu rồi wow hai giờ cuối hãy xem con đồ kế hợp với nhau thì ra mà chết cho nó ấy.
Con sẽ thích chơi như nào? Rất là dễ dàng. Không cần ở tầm xa mấy như cuối. Thế là xong. Rồi. Sau khi mình lại được mẫu cụ thể thì sát thương của dược cuối của nó sẽ bao nhiêu? 617. Hiện tại là 617. Sát thương khác. Sát thương không khác. Dạ vâng, con chịu nó một combo của nó cũng như là rồi một cái tăng tanh này chưa cuối nè, chưa được sát thương. Rồi sau này một hồ thể thì lượng sát thương pháp là 704, đây là 100 sát thương pháp. Rồi mất tới dây tầm này bỏ chạy thôi, sao chạy lại được hai bằng đó. Rồi xong rồi tính. Come on. Tầm đánh và chịu ném ra rất là
Wow, mình đã có tương từ Pantheon. Nè, Pantheon okay. Thì mình quá sạch mất gì thì không tác dụng mà. Thì mình bắt tay dây gần như phía nhé. Và sau sau nào dùng chìa khóa dùng bắt đầu vấn tí tuần này bán chiều cuối hết về trước thì các bạn thấy cái tướng này thì cái chữ cuối rồi rất là nhanh. Ồ mình giờ số càng hết rồi bạn nào thôi quên nào. Chúng ta thôi nhiều quá. Cảm ơn các bạn theo dõi video của mình về với đó. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn subscribe kênh mình nhé.